Vinh danh bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương, người đã nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa của người Mỹ gốc Việt. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, dân biểu của liên bang Hollywood, địa hạt số 48 đã gửi thư để lưu hồ sơ trong Quốc hội Hoa Kỳ về việc vinh danh bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương vì những nỗ lực của vị bác sĩ này trong việc bảo tồn di sản văn hóa người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương đã tạo ra một cuộc thi có tên Ước mơ Việt. Đây là một cuộc thi khuyến khích trẻ em Mỹ gốc Việt học tiếng Việt bằng những hình thức sáng tạo mới lạ. Theo dân biểu Ruda công nhận rằng, bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương đã dành thời gian trong suốt cuộc đời để phục vụ cộng đồng của bà. Bà Phạm Đỗ Thiên Hương là một bác sĩ nhãn khoa làm việc tại thành phố Garden Grove, California. Bà thường dành nhiều thời gian để tham gia những sinh hoạt quan trọng trong cộng đồng. Bác sĩ Hương là một nhà hoạt động hăng say, đã từng lãnh đạo liên đoàn Hướng đạo Hướng Việt cùng với nhóm Yuca Nam California. Mới đây bà đã tổ chức cuộc thi mang tên Ước mơ Việt, khuyến khích trẻ em Hoa Kỳ gốc Việt học tiếng Việt qua những bài hát và những câu chuyện ngắn. Cuộc thi bắt đầu từ đầu năm 2020 và đến nay đã có hơn 100 thí sinh tham dự với lòng hăng say khả năng lãnh đạo và nỗ lực truyền cảm hứng như vậy bác sĩ phạm xứng đáng được công nhận là một nữ anh hùng cả đối với cộng đồng người mỹ gốc việt cũng như tất cả những ai trong chúng ta trân trọng việc bảo tồn di sản của người hoa kỳ gốc việt dân biểu ruda đã kêu gọi tất cả những thành viên hạ viện cùng vinh danh các hoạt động và lãnh đạo xuất sắc của bác sĩ phạm đỗ thiên hương